chỉ muốn có bạn với tôi muốn mở thêm một tuyến xe buýt từ Đại Giác Chủy tới Tây Doanh Bàn. Mọi người có hứng thú cùng tham gia không? Được đó. Sau này có thêm đường hầm phía Tây, có thể xem xét được đó. Lúc nào tôi cũng nói Chim Ưng làm được việc nhất, bọn người già chúng tôi còn phải nhờ vào cậu nhiều. Sau này vị trí người đứng đầu tôi ủng hộ cậu. Vậy thì tôi phải cảm ơn mọi người nhiều nha. Ý, anh Thanh Long sao nay rảnh rỗi vậy? Ủa, Thanh Long, sao lên không báo trước để kêu đàn em đón lên chứ? Không cần đâu, vừa mới ra tù, muốn tự đi đây đi đó để làm quen đường phố thôi. Được được được, nè ngồi đi ngồi đi. À. Ê, Thanh Long, mới ra tù à? Vậy là tốt rồi. À phải rồi, bao nhiêu năm không gặp, xin chút không nhận ra anh. Nhưng dạo này tôi hơi bận, không ăn cơm với anh được đâu, xin lỗi nghe. Không sao đâu, bữa cơm thôi mà, ăn lúc nào cũng được, khi nào anh rảnh. Hôm nay anh Long tới đây, muốn xem thử công ty có chuyện gì cần ấy giúp không? Thanh Long được việc như vậy lại cũng trung thành nữa. Cậu ấy ngồi tù cũng vì xã đoàn, lần này cậu ấy ra tù, địa bàn của cậu ấy để bàn giao lại cho cậu ấy đi. Nhưng địa bàn của anh ấy Chim Ưng đang tiếp quản mà. Hơn nữa bây giờ Chim Ưng đang quản lý rất tốt, giờ tự nhiên kêu bàn giao lại, như vậy thì bất công cho Chim Ưng lắm. Thật ra mấy năm nay sổ sách của tôi mọi người đều nắm rất rõ ràng. Nếu như thật sự vì muốn thưởng cho người khác mà trừng phạt tôi thì như vậy thật sự nói không có thông cho lắm. Đây không phải vấn đề thưởng phạt. Địa bàn mà cậu đang quản ngày xưa do Thanh Long giành về, đơn giản thôi. Địa bàn của cậu do đàn em của cậu quản lý, giờ đàn em cậu nói địa bàn đó là của họ, vậy có được hay không chứ? Ê, cũng không thể nói vậy được. Chim Ưng đâu phải đàn em của Thanh Long hả? Anh tưởng là nhà sách hả? Mượn qua mượn lại. Như vậy không đúng. Nếu vợ anh tới gặp tôi tâm sự, anh kêu trả là trả sao? Anh nói cái gì hả? Bây giờ làm sao? Mọi người bình tĩnh, bình tĩnh đi. Thanh Long, anh đã hy sinh bao nhiêu cho Hồng Thái, tất cả chúng tôi đều thấy. Nhưng mà lúc anh vào tù còn chưa có điện thoại cầm tay, tới hôm nay không biết đã đổi bao nhiêu đời. Thời đại đã khác rồi. Anh đã vất vả nửa đời người, bây giờ ra tù nên sống hưởng thụ mới phải chứ. Nè, anh cũng biết nói mà. Anh Long hy sinh cho Hồng Thái rất nhiều, anh ấy không đòi hỏi gì nhiều, chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về anh ấy, rất công bằng mà. Cái xong chưa hả? Nếu ngày xưa không có Thanh Long, tôi đã không thể ngồi ở đây. Thanh Long là anh em tốt nhất trên đời của tôi. Ai không phục anh ấy tức là không phục tôi. Thanh Long, anh nói anh muốn cái gì, bao gồm cái vị trí này tôi cũng có thể cho. Bởi vì anh xứng đáng nhận nó. Anh đã vất vả cực khổ vì xã đoàn mà liều mạng. Lần này anh ra tù, tôi không muốn anh phải liều mạng nữa. Lỡ như anh có chuyện gì, làm sao tôi yên tâm chứ? Tôi phải ăn nói thế nào với salad đây hả? Nè, anh yên tâm đi, tôi sắp xếp cho anh tiếp quản địa bàn mới. Lúc đó anh có thể sống an nhàn để hưởng thụ cuộc sống nghỉ hưu. Bắt đầu, địa bàn mới gì? Ai cần địa bàn mới của ông? Anh là người đứng đầu, tôi nghe theo anh hết. Anh em tốt. Được rồi, mọi người có ý kiến gì không? Nếu không thì giải tán đi. Thanh Long, tôi sẽ cho anh câu trả lời. Được. Hai anh em chúng ta không cần về dọc. Rửa tiền tới đâu rồi? Làm phim điện ảnh quả thật là con đường rửa tiền nhanh nhất và tốt nhất đó. Số tiền đó đã được rửa sạch sẽ rồi. Mau thanh toán con nợ bên Nam Mỹ đi, rồi nhập lô mới. Dạ rõ. À, bà nuôi, số địa bàn đó phải trả cho Thanh Long thật hả? Con nói xem.
Chị Mừng, con về công ty trước đi. Ba với anh Tư uống cà phê. Dạ. Đi. Giao cơm hộp nè. Giao cơm hộp nè. Về được cái to xác thôi, không có não. Sao lúc đầu không nhắc tôi đem theo sổ sách, không cần phải đi thêm một lần nữa, không khôn lên chút nào hết. Cậu có biết đi đi về về vậy tốn bao nhiêu thời gian của tôi không? Tôi đã dành thời gian đi massage còn sướng hơn đó. Chứ nó không có mở cái tủ này không? Dạ không. Có người đụng vào két sắt đó. Còn khờ khảo. Hai người làm gì ở đây? Bọn tôi làm gì ở đây? Vì anh lên đây là làm cái gì hả? Hả? Hồi nãy tôi nhìn thấy hai người lén la lén lút quay trở lại, tưởng hai người về làm việc xấu nên lên xem thử. Nói, có phải anh đụng vào cái xác của tôi không hả? Cái xác nào? Của anh hả? Tôi nghĩ anh cũng không có dám đâu. Hơn nữa, nếu không có chìa khóa két sắt của tôi á, cho dù có mở cũng vô ích thôi. Nhưng mà tôi cảnh cáo anh nha, sau này á, anh đừng có giỡn mặt với tôi nữa. Nếu như anh muốn, tôi sẽ tiếp đón tới cùng. Mau ra đi, bọn chúng đi rồi.